thì từ Iran nó lại chuẩn bị chiến thành tàu sân bay Mỹ vào vị trí ghê rồi. Mình chủ tên để đi ăn hắn này. Nhiều học sinh Đà Nẵng yếu môn tiếng Anh đỗ chứng chỉ quốc tế ôn thi cùng một địa chỉ. Mình đọc nào. Nhưng mà đúng với tiếng Anh thầy cho mẹo để làm bài thi qua tìm hiểu các em học sinh lớp 9 ở trường trung học phổ thông chứng chỉ tiếng Anh quốc tế với điểm số cao, các học sinh này cho biết đều học ôn thi tại thầy nhà mà. Ơ đây rồi. Thầy tại 3 buổi, buổi cuối thầy cho ôn thi vào miệng ăn hỏi. Kinh vãi. Nội tâm học 8 tiếng 2,5 triệu đồng. Thank you.
Yeah, đã qua.
Thank you.
Huh?